thì cái phiên bản này nó xuất hiện từ tháng 6 năm 2015 đó các bạn hình dung cho nên thằng led và thằng con nó xuất hiện sau thằng va nhé cho nên nó có những cái nó được cải tiến hơn nó làm chặt chẽ hơn một chút các thứ đó nó khác với thằng va hello xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube trung văn đẹp một lập trình viên này cùng nhé rồi chúng ta lại tiếp tục vào cái chuỗi là series ngày hôm nay thì uh, cái chuỗi series uh, JavaScript Master AZ này uh, chính cái cái video mà mình đang quay này này là mình đã đẩy một cái video lên rồi cho nên mình đã có một cái video mình để trên kênh cho các bạn dễ hình dung hơn đó là chúng ta đang ở trong cái chuỗi là JavaScript Master từ A đến Z mọi thứ về ngôn ngữ lập trình JavaScript từ cơ bản đến nâng cao mình làm hết trong khóa này dành cho tất cả các bạn và dành cho bạn nhé đó thì uh, mình sẽ để nó ở trên trang chủ của mình, trên trang chủ YouTube ấy. Còn nếu như một thời điểm nào đó bạn xem mà bạn không thấy nó ở trên trang chủ này thì cứ vào phần danh sách phát ở trong cái kênh của mình là có hết nhá. Đó, đôi lúc mình sắp xếp lại cái trang chủ ấy mà. Rồi nhá. Tiếp tục thì uh, buổi hôm nay nhá, buổi hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái vấn đề nó cực kỳ là quan trọng dù bạn học bất kỳ những cái ngôn ngữ lập trình nào nữa, đó là cái công việc mà chúng ta gọi là khai báo biến nó thì cái khai báo biến của JavaScript ấy nó có nhiều cái nó rất là gọi là nó hơi lòng hoàng một chút xíu cho nên học được nắm được thì nó cũng sẽ là những kiến thức rất là hay này. Cũng như là mình cũng sẽ phân tích cho các bạn về những cái câu chuyện như là block scope các thứ trong JavaScript nó là như thế nào nhé Đó. Thì không dài dòng nữa chúng ta sẽ bắt đầu nhỉ. À trước khi bắt đầu nhé, Mình mình nhớ buổi trước ấy mình 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 quay cái video mà mình đẩy code lên trên GitHub ấy xong rồi chả hiểu sao quên đặt cái tên repo là html CSS kiểu mình bị nhầm với cái khóa html CSS, nền tảng à, master az ấy. À, cái khóa mình cũng đang quay ấy, đang, đang 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 dự kiến là đang quay xong xong rồi này đó mình nhầm mình đặt tên mình không nghĩ gì luôn đó đến lúc mà sửa video xong rồi mới phát hiện ra thì cái repo ấy nói chung là mình sẽ đổi lại thôi chỉ là cái tên thôi các bạn vào phần set sai thì cứ vào phần setting ấy, xong rồi đổi cái repo là được thôi mà mình đổi thành javascript master từ a đến z cũng như mình xóa một cái file .net store của macOS buổi trước thêm cái readme với gitignore thôi cái này thì không vấn đề gì cả nhé các bạn không cần quan tâm cũng được nhé đó mình sẽ update lại một chút các cái thông tin trên repo này thôi gitignore thôi còn chúng ta vẫn là tập trung vào cái nội dung chính của của chúng ta buổi hôm nay nhé đó là chúng ta sẽ đi là khai báo biến kiểu khai báo kiểu, kiểu biến dữ liệu nhé thì uh, bộ này để mình xem nào thôi, mình cứ put thẳng code lên master luôn bộ này thì mình sẽ không check out brand gì cả nhé các bạn sau này học những cái bộ nâng cao mình về sau sẽ thấy là mình sẽ còn check out brand chuẩn thực tế còn bạn nào đã để ý và đã học rồi thì sẽ biết là trước khi mà làm một cái task mới một cái công việc mới ấy, thì chúng ta vẫn nên check out brand nhá để làm việc uh, thì buổi hôm nay thì còn cái bộ này ấy, thì mình sẽ làm đơn giản là mình cứ có code mình đẩy thẳng lên master luôn vì mình đang code project này nó khá là thoải mái mà đúng không cứ thoải mái lên nhá thì hôm nay này chúng ta sẽ tạo một cái folder cho mình tương tự này rồi hôm nay theo cái kế hoạch của mình ấy, thì nó là lesson số 3 nên là mình sẽ tạo lesson số 3 nhá thì chúng ta sẽ cần phải khai bao biến trong javascript như nào đúng không Bây giờ các bạn tạo trước cho mình một cái file ở trong lesson 3. va này, chấm .z này. Các bạn tạo lần lượt cho mình trước đi. File thứ hai, left.z này. Và file thứ ba, constant.z này. Một file cuối nhá. blockscope.z. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào bốn cái file này nhá, để mình phân biệt cho các bạn về tại sao là chúng ta sẽ có những cái file này cũng như là chúng ta làm cái gì với nó, đúng không? Nhá. Hôm nay sẽ là buổi học số 3 này. Thì <laughs> đầu tiên rồi các bạn chờ mình chút này à, trước khi học mình bắt đầu mình phải clear một chút về những cái từ giờ trở về sau của bộ này nhé à, mình sẽ có những cái đoạn comment mình mình làm mình làm mình chuẩn bị rồi này mình chuẩn bị cái giáo trình rồi này thì trong cốt đồng thời là cái giáo trình của mình những cái kiến thức lý thuyết ấy, mình sẽ để luôn vào cái dạng comment như này trong cốt và mình để hướng dẫn và mình dạy cho các bạn đó nó giống như câu chuyện là các bạn đi học ấy mà giáo viên chuẩn bị cái giáo trình rồi ấy đó thì khi mà các bạn học nhé những cái đoạn comment như này này vì là mình phải chuẩn bị trước để mình quay video cho nó tối ưu thời gian cho mình sẽ không ngồi mình gõ lại từ 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 như này thì nó rất là mất công mình sẽ tập trung vào cái việc mà gọi là mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp ấy, là mình sẽ gõ cốt ví dụ khai báo biến như nào ấy, ví dụ đến cái đoạn khai báo khai báo như nào tái khai báo biến thì sẽ tái khai báo như nào hay là gán lại biến như nào thì cái đấy là mình sẽ dạy cho các bạn còn cái việc mà lý thuyết giáo trình ấy đó là mình sẽ phải chuẩn bị trước và mình sẽ copy paste vào trong trong trong, trong cái file để mình dạy cho các bạn ấy cái này mình cần phải clear rõ thì <laughs> trong quá trình các bạn học ấy thì các bạn nên là các bạn ví dụ tranh thủ là dừng video lại chẳng hạn rồi các bạn sẽ tự gõ lại nhé mình khuyên các bạn sẽ nên tự gõ lại theo cái mà mình đã đang đăng paste vào đây này mình sẽ dành ra một chút thời gian dừng lại xong rồi bạn có thể dừng video lại xong rồi các bạn gõ lại xong rồi tiếp tục nhé rồi các bạn cốt theo mình đó nhé giống như câu chuyện là giáo viên chuẩn bị bài giảng giáo trình rồi ấy, thì các bạn học bài các bạn phải ghi chép đúng không thì thay vì các bạn ghi chép ra giấy hay là các bạn ghi chép ra sổ đâu đó ấy, thì khóa này thì mình khuyên các bạn là chúng ta ghi chép thẳng luôn vào cái file code của chúng ta ấy. đó thì sau này mở lại cái repo code bộ này đọc từng file code chúng ta sẽ có những cái comment để chúng ta hình dung hơn và chúng ta gọi là dễ hiểu hơn đọc lại kiến thức ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều đó thì cứ thử học hết cái buổi hôm nay đi là các bạn sẽ hiểu về cái 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 cách mà mình chuẩn bị mình dạy code và mình chuẩn bị những cái kiến thức lý thuyết nó chuyên sâu mà mình mình để ở đây cho các bạn nhé đó cái này mình cần phải kể lý rõ vì từ giờ về sau chúng ta sẽ làm Cái bước này rất là nhiều nhé thì các bạn sẽ lưu ý là các bạn sẽ nên là dừng lại và gõ lại nhé đầu tiên này rồi mấy cái tên thương hiệu của mình thì bỏ qua nhé cái đoạn này nhé thì các bạn có thể bỏ qua này chúng ta sẽ có ba cách ba cách nhé để chúng ta khai báo biến trong javascript mà các bạn sẽ thông thường chúng ta học chúng ta phải biết đó là va này let này và constant chính là ba cái file mình tạo cho các bạn này va let con chúng ta lần lượt chúng ta đi vào ba file đấy đầu tiên là thằng va đây sẽ là thằng file là va nhé thằng va này à, chúng ta sẽ có những cái kiến thức liên quan như thế này trước khi mà chúng ta khai báo nhé trong javascript này trước khi mà chúng ta khai báo một cái biến à, khai báo biến như này đi đây trước khi khai báo cái biến nhé rồi tái khai báo thì mình để nguyên nhé thì <laughs> nếu như chúng ta muốn dùng cái biến đấy trước khi khai báo chắc chắn là nó 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 đang hơi bất hợp lý đúng không một cái giá trị một cái biến chưa được khai báo mà chúng ta lại muốn dùng trước thì nó sẽ nảy ra nảy sinh ra cái câu chuyện gì đúng không thì bây giờ mình ví dụ các bạn này mình sẽ tạo một cái um, mình có slot nhé mình có slot luôn name và giả sử nhé <laughs> mình muốn sử dụng một cái biến có tên là name mình mình đặt là name va các bạn dễ dễ hình dung nhé dễ phân biệt nhé là cái biến name này nó đang được tạo bởi va đi đó ví dụ mình muốn dùng cái biến này đó chẳng hạn đúng không nhưng mà mình chưa hề khai báo nó đây là mình lốc ra là mình đang đang dùng nó này <laughs> nhưng mà mình chưa khai báo thì nó sẽ như nào các bạn hình dung mình trước cái câu chuyện đó này à, mình sẽ chạy nhá nốt này à, và chấm z đi rồi uh, chúng ta sẽ có cái thằng nó sẽ báo một cái lỗi là name va is not defined dĩ nhiên rồi nhá dĩ nhiên rồi tuy nhiên này bây giờ này các bạn ở chỗ cái, cái đoạn khai báo biến này các bạn lưu ý cho mình trước khi mình quay sang phần hoisting, mình giải thích cho các bạn đấy thì các bạn lưu ý này phần khai báo biến nhá mình sẽ bắt đầu mình khai báo một cái biến va này name va mình sẽ khai báo nó là bằng uh, chung lép đi đây bây giờ nhá các bạn nhìn này thì nó chuẩn bị nó sẽ không còn lỗi này nó 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 lại dị dị ở chỗ này nữa này bình trước khi nhà mình 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 lốc cái biến này nhưng mà nó chưa được khai báo đúng không thì nó đang lỗi đúng không nhưng bây giờ này uh, nốt của mình đang là v 18 à thực ra mình dùng cái version nào cũng được 20 hai trở lên đi rồi các bạn nhìn này khi mà mình khai báo cái biến name va ở, ở, dưới nhá thằng va ở dưới thì cái dòng lốc ở phía bên trên này này thì nó lại chạy vào về undefined đây là một cái kiểu dữ liệu trong JavaScript mà buổi số 4 buổi sau chúng ta sẽ học về kiểu dữ liệu nhé. Nhưng mà các bạn phải hình dung cho mình cái câu chuyện đấy là tại sao cái biến này mình khai báo ở dưới mà mình lại dùng được ở phía bên trên với cái giá trị là undefined. Đấy nó không còn bị lỗi như ban đầu nữa. Ban đầu là khi mà mình không có thì nó báo một cái lỗi là cái thằng biến này nó chưa define đúng không? Thì nó là trong JavaScript nó có một cái cơ chế gọi là hoisting. Cái này các bạn đi phỏng vấn ấy, các bạn sẽ được gặp người người phỏng vấn hỏi các bạn rất là nhiều về cái câu hỏi này, một một câu hỏi phỏng vấn phổ biến luôn đấy thì hoisting nhá nó là một cái cơ chế là di chuyển lên đầu phạm vi khối của một cái biến đó, nó sẽ di chuyển lên cái đầu phạm vi khối của nó thì uh, các bạn hình dung như này nhé một cái biến khai mà chúng ta khai báo bằng bằng thằng va ấy thì nó sẽ được hoist có nghĩa là nó hoisting sinh hoist sinh đó có nghĩa là cái cơ chế di chuyển lên đầu phạm vi khối của nó block scope của nó thì lát nữa sẽ có cái phần block scope này các bạn hình dung là bây giờ cái thằng ba mình khai báo ở dưới đoạn dòng số 10 đi nhưng mà khi chạy ấy thì nó sẽ được di chuyển gọi là hoisting nhé, cơ chế hosting nhé, nó di chuyển lên trên đầu phạm vi của nó chính là đầu file hiện tại này nó sẽ là đầu file này, còn sau này những cái khối scope ấy, lát không phải là sau này một chút nữa học về block scope ấy, chúng ta sẽ có một cái khối nó là định nghĩa bằng nằm trong một cặp bằng nhọn đấy nhé. thì bây giờ các bạn hình dung ấy nó di chuyển được lên đầu của cái file này, cho nên đó và đồng thời và đồng thời cái cái biến được khai báo bằng va ấy khi mà di chuyển lên nữa lên trên đấy nhá đồng thời nó sẽ được tự động gán một cái giá trị mặc định là cái kiểu dữ liệu là undefined, undefined. Đây nhá, trong script Đó. Cho nên cho nên các bạn hình dung là chúng ta có thể sử dụng được cái biến trước khi khai báo mà không bị gặp lỗi. Đấy nhá. Đấy giờ là về cái gọi là cái hoisting như cái này quan trọng này. Lát nữa sang less sang con cũng sẽ có hoisting, tuy nhiên nó cũng sẽ có những sự khác biệt. Các bạn phải nhớ và các bạn phải nắm được cái này nhá, ngẫm nhá. Đó. Đây đoạn này mình chuẩn bị cho các bạn rồi này và mình cũng vừa giải thích lại cho các bạn rồi đó nhá. Cho nên mình dùng cái thằng đem vào ở đây. Không vấn đề gì cả. Ok tiếp theo đây là đoạn khai báo biến bằng va nhé nhưng mình khai báo một cái biến name va này bằng một cái chuỗi là chuột đẹp này đó thì mình giá trị chuỗi string là chuột đẹp tiếp theo này đối với thằng 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 va nhé mình có thể tái khai báo lại cùng một cái biến mà mình cùng một cái biến nhé mà không bị gặp lỗi đây này cùng một cái biến nhiều lần mà không bị gặp lỗi bây giờ này mình sẽ gán lại cái thằng uh, không phải là gán lại mà là tái khai báo lại thằng này va nên va bằng chung và đẹp nhưng mà mình sẽ sửa nó thêm thành một lập trình viên đi Xong rồi mình cũng sẽ con slot cái name va ở đây nhé Để cho bạn hình dung này. Đây mình sẽ con slot cái name va nữa ở dưới cái chỗ khai báo biến đi. Cho bạn dễ hình dung này. Chúng ta lần lượt nhé Chạy này. Đầu tiên, dĩ nhiên rồi cái nem va ở trên cùng là cái cơ chế hoisting đúng không? Thì nó đang là 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 undefined. Đến khi khai báo biến xong này, name va là chung con này, mình lốc ra thì nó là chung con đẹp Tiếp theo này, mình tái khai báo lại, có nghĩa là mình lại va một cái biến nữa trùng tên là name va, có nghĩa là mình khai báo lại nó bằng một cái giá trị khác đi chăng nữa. Thì nó cũng ok, nó chấp nhận đó cái này các bạn lưu ý nhé sang let sang con chúng ta lại có những câu chuyện khác tiếp theo là đến cái đoạn cuối của thằng này mình cần các bạn cần quan tâm ấy là gán lại thì gán lại nó khác với việc tái khai báo ấy tái khai báo là chúng ta khai báo lại bằng va nhưng mà cái việc chúng ta gán lại ấy, thì chúng ta sẽ gán lại bằng như này này chúng ta sẽ gán cái name va này bằng chung uh, con đép một lập trình viên uh, website đi website nhé đó xong rồi mình lại lốc cái name va ở đoạn cuối này cho các bạn xem này lưu lại chạy lên các bạn xem nhé đó các bạn nhìn này chúng ta có thể gắn lại được cái giá trị của thằng đêm va đoạn cuối này thì nó sẽ trở thành một cái giá trị mới đó nhá khi mà các bạn học cái va này các bạn đang đang thấy là cái việc tái khai báo và cái việc gắn lại nó đang hơi hơi giống nhau đúng không đó nó vẫn là như kiểu gắn lại một cái giá trị mới chẳng hạn hoặc là đưa gọi là hình gọi là thay đổi cho nó một cái giá trị mới đúng không nhưng mà đấy là cái cơ chế của thằng va bây giờ lần lượt chúng ta sẽ sang thằng less và thằng con các bạn sẽ thấy là có những cái sự khác biệt giữa cái vấn đề là khai báo tái khai báo hay là gán lại này hay cũng như là hoisting nha các bạn lưu ý cho mình ok là chúng ta xong của thằng va nhé rồi bây giờ mình sẽ clear đi này tiếp tục chúng ta sẽ sang đến thằng led nhé các bạn sang đến cho mình thằng led tương tự mình cũng sẽ mộ có một cái đoạn comment chuẩn bị sẵn sàng như thế này cho cho các bạn nhé để chúng ta tiếp tục chúng ta làm nhé các bạn có thể dừng ở đây gõ lại đoạn này rồi xong rồi. tiếp tục chạy video và mình sẽ dẫn tiếp các bạn nhé tiếp theo chúng ta đến thằng led <laughs> nó cũng sẽ có cơ chế hoisting như thằng va thôi <laughs> chờ mình xíu. Xin... <laughs> thằng led nhá nó cũng sẽ được hoist nó uh, hoist, no, hoist nhanh nhá hoisting hoist là di chuyển lên đầu phạm vi không của nó nhưng đoạn này khác này đoạn này khác nhá các bạn hình dung như mình mở lại thằng va này đây đoạn này đây cái thằng va thì đồng thời cái biến ấy nó sẽ được khởi tạo giá trị mặc định ban đầu là undefined nhưng với thằng led nhá nó sẽ không được khởi tạo giá trị ban đầu gì hết cả đó, cho nên chúng ta sẽ không thể sử dụng biến trước khi khai báo. Thằng ba là dùng được biến trước khi khai báo đúng không? Bây giờ thằng let là không dùng được. Thì bây giờ không dùng được như nào này? Các bạn nhìn nhá. Bây giờ chúng ta sang thằng let này. Mình sẽ khai đầu tiên mình cũng có lốc một cái là name let đi. Lúc nãy có name ba đúng không? Name let đúng không? Thì dĩ nhiên nó vẫn lỗi này. Mình có thể chạy Node lesson 3 let.js đi. Rồi nó vẫn lỗi nhá. Bây giờ mình khai báo này. let này. Rồi cũng nên let bằng chung cái nhá. Đây, thay vì là va nên va một chung con F mình cứ lần lượt nhá. Let nên lép vào chung con F này. Bây giờ mình chạy lại lần nữa này. Thì các bạn thấy mình vẫn bị lỗi. Đây này. Không thể access đến cái thằng nên trước khi khởi tạo nó. Thì các bạn hình dung là nó chưa có cái giá trị mặc định khởi tạo ban đầu nào cả. Đây này, đối với thằng nét nó chưa có. Đối với thằng va vì nó được khởi tạo là undefined cho nên lúc mà các bạn chạy lên ấy thì cái chỗ lốc ban nãy các bạn thấy nó là undefined, các bạn không bị báo lỗi. Nhưng đối với thằng let là nó sẽ bị lỗi. Có nghĩa là các bạn sẽ không được sử dụng nó trước khi khai báo. Mà bây giờ muốn dùng nó đúng không? thì bây giờ mình muốn lốc thằng let này thì dĩ nhiên mình phải lốc nó ở bên dưới của cái chỗ khai báo. Bây giờ mình sẽ mình sẽ phải comment cái chỗ let ở bên trên này này, cho nó không bị lỗi nữa. Mình chạy lên cho các bạn xem này. Nó các bạn thấy này, mình lốc được cái đèn let rồi, đúng không? Nó chứ còn nếu mà mình để như này, đúng không? Mình lại để lại thì nó lỗi, <laughs> nó lỗi luôn. Nó nó không chạy tiếp nữa nó lỗi luôn, thì không chúng ta không test được cái dưới. Cho nên đoạn này chúng ta lại phải comment lại nhá. Thằng ba thì ok, thằng ba không vấn đề, nhưng thằng let thì bị nhá. Được rồi tiếp theo này đối với thằng led này, cái vấn đề tái khai báo của nó đúng không? chúng ta lại quay lại thằng va thằng va chúng ta có thể tái khai báo được này đúng không bây giờ thằng led thì sao chúng sẽ đến câu chuyện tái khai báo nhé nêm LED, led bằng chung của led một lập trình viên thì uh, chính cái vs code của mình nó cũng báo lỗi luôn này không thể gọi là khai báo lại cái thằng nêm led vì mình đang dùng led các bạn tải cả extension cho mình ở buổi trước mình sâu các bạn rồi đó thì thằng vs code nó sẽ báo ngay thôi thế này nó báo lỗi luôn rồi thì thực ra mình có muốn, cố chạy cũng không được cái chứ đây các bạn nhìn là mình cố chạy nó vẫn lỗi này đây nó ra một cái lỗi này thằng led đã already declare có nghĩa là đã được khai báo rồi đó mình không thể tái khai báo lại được nữa đấy các bạn hình dung câu chuyện nhé cho nên tái khai báo này lại phải comment lại tiếp theo đến cái gán lại thì đơn giản rồi cái gán lại thì đây name net bằng chung net một lập trình viên website xong rồi con slot name net như này nhá thì mình sẽ à, bây giờ mình chạy lên này đó thì đối với thằng led chúng ta khai báo khai báo xong mới được sử dụng và cái việc gán lại là chuyện bình thường chúng ta có thể gán lại được cái giá trị của mainnet thì cái gán lại này này nó lại giống với thằng va rồi nó có thể gán lại được đó chúng nó đang khác nhau ở cái chỗ là hoisting cái vụ mà không thể thằng thằng, thằng, thằng va thì có undefined được khi uh, khi hoist lên trên đầu còn tái khai báo thì được còn thằng net thì tái khai báo không được cũng như là không thể sử dụng được cái biến trước khi nó được khai báo đó các bạn hình dung cái câu chuyện nó bắt đầu có những cái sự phân biệt rõ ràng giữa va tự led rồi nhá bây giờ tiếp tục này led xong rồi đúng không chúng ta sẽ đến với lại constant tăng Chúng ta tiếp tục với con nhé, con tăng này Đây, sẽ là cái đoạn này Nó cũng khá là tương tự thôi, các bạn có thể gõ lại này Dừng lại một chút rồi gõ nhé Khai báo biến Bên led cũng thế, nó là chỗ đoạn này là face khai báo biến nhé Rồi đến là con này, thằng con nhé Thằng tăng này thì cái hoi sinh các bạn hình dung cho mình ấy Nó giống như thằng led, nó là giống như thằng led nhé Đấy, nó tương tự đó, hai thằng con và led thì nó giống nhau nó cũng được hoist lên trên đầu phạm vi khối nhưng cũng không được khởi tạo giá trị mặc định ban đầu nào hết đó cho nên cũng không thể sử dụng biến trước khi khai báo được nó nó giống thằng led nhé con và led đoạn này thì giống nhau cho nên các bạn có thể ví dụ đây mình sẽ con log một cái là name tăng name con thì chắc chắn các bạn có thể thử đi lesson 3 con đó nó vẫn lỗi chắc chắn là nó lỗi rồi đấy nhá tiếp tục đến đoạn khai báo này khi mà khai báo biến bằng con tăng này Rồi, nêm con nhá, nêm con tăng nhá, bằng chung con ép này. Xong rồi bây giờ mình dùng nó đúng không? Mình lốc nó ở dưới này, mình dùng này. Thì vẫn dùng bình thường, đúng không? Đây, vẫn dùng bình thường. Tiếp theo này. Đến cái câu chuyện tái khai báo đúng không? Bây giờ tái khai báo là như nào? Lại tiếp tục mình khai báo lại này. Thì nó cũng sẽ báo lỗi như thằng LED thôi. Để cho các bạn nhìn này. Đó, không thể vì nó nó khai báo rồi không thể khai báo tiếp được nữa. Đoạn này lại giống thằng LED rồi nhá. Tiếp tục này. Các bạn hình dung cho mình lại phải comment. Đến cái bước gán lại nhé các bạn lưu ý này chúng ta không thể gắn lại giá trị của biến constant nhé, chính xác là như vậy vì cost tăng là một cái biến hằng ấy các bạn hình dung cho mình cái câu chuyện là như thế nhé. bây giờ mình sẽ name const này const slot name const này, đây để các bạn hình dung này. rồi nó sẽ lỗi này, đây, các bạn nhìn này, không thể gắn lại được, thì đoạn này cũng sẽ lỗi luôn. đó nó, nó bắt đầu có cái sự khác biệt lần lượt nhé. thằng thì các bạn bắt đầu hình dung là câu chuyện cho mình là thằng va nó là thằng thoải mái nhất này đó javascript ban đầu đấy thằng ba nó xuất hiện ban đầu nhất sau đó nó có led sinh ra led này để khai báo này rồi sinh ra constant đó thì chúng nó đang khác nhau ở những cái đoạn như nãy giờ mình nói với các bạn đó khai báo tái khai báo gắn lại hay là hoisting các thứ đó các bạn ghi lại rồi ngẫm lại nhé để mà nhớ nhé ngoài ra cái cái chỗ mà gắn lại của biến constant này sau này sẽ còn một cái lưu ý nữa cái việc mà không thể gắn lại ở đây ấy, là mình đã không gắn lại những cái biến kiểu dữ liệu nguyên thủy uh, trong JavaScript ấy, có primitive dữ liệu nguyên thủy ấy. còn đối với những cái dạng mà JSON object các thứ ấy, thì mình có cách để mình gắn lại thì cái đấy là cái câu chuyện về về sau chúng ta sẽ học các bạn cứ yên tâm nhé còn trước mắt các bạn cứ hình dung như mình ấy, thằng const này đó là nó chỉ khai báo và sử dụng thôi chúng ta sẽ không thể gắn lại cũng không thể tái khai báo rồi cũng cái cơ chế hoisted thì nó giống thằng let nhé cái đoạn này thì các bạn lưu ý cho mình cho nên không không thể gắn lại đúng không thì cái này mình lại phải comment lại chẳng hạn đấy để các bạn hình dung đối với thằng con thì chúng ta sẽ dùng như này đối với thằng let thì khai báo gắn lại này đó đối với thằng va thì mọi thứ đang thoải mái đúng không? Rồi, à, xong thằng va Led và con rồi nhé, ba cái kiểu khai báo à, biến trong javascript đó và những cái sự khác nhau của chúng nó, thì chúng ta sẽ đến một thứ cuối cùng của buổi hôm nay, đó là block scope là cái gì, cũng như là sẽ phân biệt một chút nhé. Bây giờ đối với thằng block scope này, chúng ta vẫn đang ở cái bài này là bài ba cách khai báo biến trong javascript nhé, thì chúng ta có thêm một cái khái niệm đó là khác nhau về cái scope phạm vi scope nó là phạm vi nhé giữa led này, con này và va led với con thì nó 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 xem xem nhau cái việc scope của chúng nó xem xem nhau này và chúng ta so sánh hai thằng này đối với thằng va đó và một cái scope ấy thường là sẽ được xác định bởi cái cặp dấu là ngoặc nhọn này này giống như các bạn làm cái function đây ví dụ nhé mình sẽ const một cái function trước nhé chúng ta chưa học cái bài function nhưng bây giờ các bạn cứ hình dung nó là một cái function thực hiện một cái chức năng nào đấy đi đó thì các bạn hình dung nó là một cái hàm nhé một cái hàm đây mình sẽ cho nó thành một cái arrow function nhé đề xuất cái gì đây đây thì tất cả những cái cốt ở bên bên trong cái function này này nó đang được bọc bởi cái cặp ngoặc nhọn này này thì nó là một cái cái scope nhé một cái phạm vi nó giống giống như các bạn bình thường các bạn học ngôn ngữ gì nó cũng có một cái if chẳng hạn nếu nếu thì ấy, if này thì cũng có cặp bằng nhọn đúng không thì sẽ viết cốt ở trong cái phạm vi của cái vòng if này nếu ấy, thì đấy là cái scope nhé là cặp dấu ngoặc nhọn nhé các bạn lưu ý cho mình một chút cái này đó bây giờ mình có một cái function là test scope này để cho các bạn dễ hình dung đi bên trong thằng này mình tạo ra một cái scope tiếp này, xong ừ, ở bên trong nhé, mình sẽ tạo ra ba cái biến đi, va này, um, scope va này bằng chung con đép này, Đẹp ngang va. Các bạn dễ hình dung nhá, tiếp tục này, mình sẽ đến scope led đi, rồi scope constant đi. Bây giờ mình sẽ console log ba thằng này ra nhé. Scope var này, scope let, scope constant. Đây để các bạn dễ hình dung một chút này. Tiếp tục bên ngoài cùng mình sẽ chạy cái function nhé. Đây là chạy function này. Test scope đóng một vòng tròn. Đây nhá, đây là để, để chạy cái function test scope của mình để xem nó đang như nào nhé. Để các bạn dễ hình dung này. Bắt đầu này, để chúng ta có một sự khác biệt về phạm vi nhất định ở đây này. Mình sẽ clear cái terminal của mình nhé. Bây giờ mình sẽ kéo lên trên cho các bạn xem này. Bây giờ mình sẽ chạy vào node này. Lesson 3 block scope rồi bây giờ nhé, các bạn thấy này trong cùng một cái phạm vi, trong cùng một cái phạm vi nhé, là mình khai báo ra ba cái biến à, đây này là let chứ. Nhầm nhầm nhầm. con, đây này này mới chuẩn nhá. Gõ gõ nó copy paste xuống nó, quên đấy. Va này, let và con này ba cái mình đã khai báo này nhá. Rồi mình lóc ra, scope va, scope let, scope con nhá. Mình sẽ chạy lên. Ok, nó vẫn lóc ra như bình thường. Vì là mình đều khai báo xong rồi mình mới dùng đến nó, mình mới lóc ra là mình đang dùng đến nó đúng không? Thì ok. Nhưng mà bây giờ này, mình sẽ đưa mình sẽ di chuyển ba cái lốc này. Bây giờ mình sẽ copy nó, mình để ra bên ngoài phạm vi của cái scope này nhé. Ví dụ này, mình để ra bên ngoài. Đó. Cái này thì bây giờ mình mình sẽ comment lại tạm nhé. Các bạn nhìn này, mình comment thằng này lại nhé. Để cho các bạn dễ hình dung. Ba cái này thì mình vừa lốc ra được hết đúng không? Nhưng bây giờ nếu như này, rồi, các bạn thấy bắt đầu có cái sự phân hóa rồi này. Các bạn nhìn nhá. Cái khi mà mình chạy này, thì cái thằng cái lock scope ba này vẫn dùng được bạn thấy chưa? Thằng thằng va này vẫn dùng được, nó khá là lòng léo về vấn đề scope luôn. Đó, thì bạn nhìn này, bởi vì nó sẽ đưa đầu cái 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 phạm vi thì đấy nhá, thằng va các bạn thấy mình vẫn lốc ra được này, đâu đâu nhỉ? Đoạn này chứ, đây 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 đây. Đây, nó là cái đoạn này. Tiếp theo đến thằng led. Vì đây là ngoài cái scope này rồi, ngoài cái phạm vi của cái, cái 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 block scope này. Cho nên thằng led không dùng được nữa, nó chết luôn ở thằng led. Và thực ra mình comment thằng led thì nó vẫn tiếp tục nó chết, nó sẽ báo chết ở thằng constant này. Đấy, nó Tương tự nhá. Còn cái thằng scope va thì nó vẫn đang lốc ra được đó để cho các bạn hình dung cái 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 câu chuyện chúng ta đang đang gặp vấn đề nó ở đây nhé để các bạn nhớ nhé, bây giờ mình comment cái này thì mình mở ra trong cùng một phạm vi thường là chúng ta cốt thì cũng nên trong cùng một phạm vi cho nó ổn định các kiểu như vậy ấy. chứ không để bị lan man quá ra bên ngoài đó các bạn nhìn này xong vẫn bình thường ok thì đoạn này này mình sẽ có một số cái kiến thức rất là hay ở dưới cái chỗ test scope này đó và mình sẽ chuẩn bị cho các bạn này rồi và mình cũng sẽ nói qua luôn đoạn này sẽ là mình sẽ kết luận về cái scope nhé là phạm vi trong một cái khối block scope là như nào thì đối với thằng let thằng const nó sẽ có phạm vi trong một cái khối có nghĩa là nó chỉ tồn tại trong một cái khối mã mà nó được khai báo thôi thì như bạn thấy đó trong cái khối này này đó thấy thằng let thằng const dùng được khai báo ra và dùng được đúng không mà ra bên ngoài cái phạm vi cái là không không dùng được nữa nó còn thằng va thì nó sẽ có hai trường hợp khác nhau đó nó sẽ có một cái phạm vi toàn cục nếu như là khai báo bên ngoài bất kỳ cái function nào các bạn hiểu như là phạm vi toàn cục của một cái file ấy. giống như chúng ta đang khai báo thằng name va này ở cái file va ấy thì phạm vi của nó đang toàn bộ cả cái file này, này đó nhá còn cái phạm vi cụ thể trong một cái function đấy nhá nó là phạm vi trong một cái hàm một cái function này đây này, đoạn này, này phạm vi cụ thể trong một hàm là một function nhá nếu nó được khai báo bên trong một hàm thì các bạn đang thấy là mình khai báo thằng va này ở trong cái, cái 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 scope một cái scope như này nhá nhưng nó đang thuộc vào cái hàm là test scope là cái function test scope cho nên các bạn thấy là trong cái cái đoạn console ở trong cái function này này cái test scope này đó mình vẫn dùng được nó như ban nãy mình lốc rồi các bạn đó cho nên nó sẽ là một cái phạm vi cụ thể trong một cái function nhé là một cái hàm nhé thì cái điều này này nó đồng nghĩa như mình cũng có vừa nói với các bạn đấy là nó sẽ khiến cho thằng va ấy nó có một cái phạm vi scope là gọi là lòng lẻo cho nên đấy thực tế hiện tại là chủ yếu chúng ta những cái những cái ứng dụng bây giờ chúng ta đi làm thực tế chúng ta đi cốt các thứ ấy, đa phần chúng ta làm mới ấy, thì gần như chúng ta sẽ không dùng đến va nữa nhé các bạn lưu ý nhé chúng ta sẽ dùng chủ yếu là constant và const và let để chúng ta khai báo biến thôi chỉ cần hai thằng này thôi để chúng ta sẽ tránh những cái vấn đề liên quan đến cái, cái scope cái phạm vi của thằng va này vì là nó sẽ lỏng lẻo cho nên là nó sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề phát sinh về sau mà chúng ta phải đi tốn nhiều thời gian các thứ thì uh, ngày xưa thằng javascript này đây là cái đoạn này, này cái thằng va ấy thằng va nhá là nó đã xuất hiện từ khi thằng JavaScript nó ra đời từ cái thời 2000, 1995 cơ, đoạn này này. Đây nhá. Nó mình nó thêm cho bạn kiến thức cuối này. Cho nên khi mà nó mới ra đời thì dĩ nhiên nó còn có những cái nó đang chưa hoàn thiện đúng không? Về sau dần dần dần, dần nó sẽ có những cái nó update mới lên, bổ sung sau giống như trong ngành chúng ta, trong ngành IT, trong ngành công nghệ ấy. mọi thứ chúng ta update hàng ngày mà đúng không? Thì đối với thằng Led và thằng con ấy thì nó lại xuất hiện từ cái phiên bản là ES6. Phiên bản này là Emma script 6 này. Thì cái phiên bản này nó xuất hiện từ tháng 6 năm 2015. Đó các bạn hình dung cho nên thằng Led và thằng con nó xuất hiện sau thằng Va nhá cho nên nó có những cái nó được cải tiến hơn nó làm chặt chẽ hơn một chút các thứ đó nó khác với thằng va đó cho nên các bạn hình dung cái câu chuyện là tại sao thằng va mọi thứ đang rất là thoải mái này hoisting khai báo tái khai báo gắn lại nhưng mà sang đến thằng led hay là sang đến thằng con là nó bắt đầu có những sự phân hóa nó khác nhau đó và tại sao lại có rồi sự khác nhau trong cùng cái block scope của chúng nó là như nào đó nhá đây là những cái kiến thức nó rất là hay rất là cô động mà mà mình đã chuẩn bị cho các bạn đó và chúng ta để hết ở trong cốt luôn nhé Nãy giờ mình sâu cho bạn hết những kiến thức hay cô động, rồi cốt các thứ mình cũng để hết trong phần comment này. Đó thì đây là cái phong cách dạy để các bạn sau này các bạn mở lại cái repo này, các bạn đọc lại số cốt, các bạn đọc phát các bạn hiểu luôn không cần phải lan man đi đâu cả nhá. Đó. Rồi thì mình nghĩ buổi hôm nay uh, chúng ta cũng khá là chi tiết và cẩn thận về cái 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 câu chuyện là ba cách khai báo biến trong JavaScript và let con cũng như sự khác nhau nhất định của chúng nó và cái câu chuyện về block scope là gì mà dùng valet con trong blog scope như thế nào nhé đó thì các bạn uh, chịu khó học và ngẫm đoạn nào chưa hiểu thì lại uh, đọc lại một lượt ngẫm lại chưa hiểu nữa thì thoải mái comment trên video này trên kênh của mình nhé để mình cũng sẽ trách và các bạn cũng sẽ trách cùng comment các bạn ngoài ra thì đó không thì các bạn post bài vào uh, group discord này nhá dõi vào group discord mọi đường link mình để dưới phần mô tả này hay là blog chính thức của mình thông tin chính thức của mình có thể liên hệ với mình ở đây này cộng đồng lập trình web fanpage em Việt Nam Facebook chính thức của mình là facebook.com xuyệt trung đẹp đó nhá và cuối cùng thì nhớ đừng quên thấy nội dung hay thì ủng hộ mình tặng mình một like cho video này một lượt đăng ký kênh này và chia sẻ kênh của mình tới bạn bè của bạn để mọi người cùng học nhau học hỏi kiến thức và và chia sẻ kiến thức với nhau nhé chúng ta sẽ cùng win-win cùng tiến bộ trong tương lai cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video thú vị và chất lượng tiếp theo trên channel trung đẹp một lần xin này mình nhá xin chào bye bye